Chào các em, đây là anh Tài đây. Lời nhờ anh phát thanh từ mà quận 7 á, ở trong Sài Gòn đó. Gần đây đó, anh có đi chung với vài các em á, xong đi ra mà ăn uống đi mà chơi rồi đó, mà để học hỏi, để anh học hỏi coi cái văn hóa của ở Việt Nam mình nó ra làm sao đó. Ok. Xong rồi một cái vấn đề mà anh để rằng là nhiều các em á không có mà không có mà lựa bạn bè đó nó đúng, bởi vì cũng là mình đi ra ngoài đời đó, cũng mà các em vẫn còn học trong cấp 3, học trong đại học rồi đó. Đó là hai cái thời điểm mà tốt nhất để mình tạo ra cái sự liên hệ với lại cái mà tìm kiếm cái người bạn bè đó mà họ có thể mà phụ mình trong tương lai, có thể giúp đỡ cho mình kiếm bồ bịch hay là kiếm bạn bè để làm ăn đồ, để làm cho nó mà phát triển tới. Ok. Bởi vì sau lưng anh đó, anh muốn chia sẻ với các em bảy cái vấn đề mà các em nên mà xem thử lúc mà các em đi ra ngoài đời mà mình lựa chọn bạn bè đó nha. Các em nhớ nha, mình nghèo bao nhiêu nghèo đó, ok, mình ngu bao nhiêu ngu á, mình dốt bao nhiêu dốt đó, mình vẫn còn cái sự lựa chọn. Ok. Mà mình mà lựa chọn đúng đó thì nó phụ mình phát triển trong cái tương lai của mình rất là mau hơn là mình lựa chọn không đúng. Ok. Hồi xưa cũng mà anh lớn lên đó, anh còn nhỏ mới lớn lên đó, thì mà cha mẹ của anh thì lúc nào cũng mà gầy anh là đi chơi với thằng này không đúng, hay là đi chơi với thằng kia không tốt, hay là chơi với nhỏ này không tốt, hay là chơi với nhỏ kia không tốt. Thì lúc nào cha mẹ của anh cũng nói rằng là mình mày đừng có đi chơi với thằng này, mày coi chừng mấy người lạ đó, hay chơi coi chừng người này người nọ đó, phải không? Mà không bao giờ đó mà cha mẹ của anh dạy cho anh mà cái vấn đề mà anh nên tìm kiếm trong cái người mà xứng đáng làm bạn của mình. Ok. Bởi trong cái video này đó, anh muốn chia sẻ với các em bảy cái vấn đề đó mà anh thường xem đó, hay là anh nên liên hệ, hay là anh nên giao tiếp với người khác đó, để anh tạo ra cái mối liên hệ, cái sự bạn bè đó, hay là cái người làm ăn chung với mình đó, mà nó xứng đáng để nó phụ cho gia đình của anh, với lại phụ cho mấy người xung quanh anh. Ok. Cái đầu tiên đó, ok, là trung bình đó, là bên Việt Nam mình đó, có cái văn hóa đó là mình là trong cái gia đình giàu á, có đó thì mình chơi với mấy thằng giàu, rồi xong rồi mình trong cái gia đình nghèo đó thì mình bắt buộc mình phải chơi với mấy thằng nghèo rồi. Ok. Là số 1 này ha, cái vấn đề số 1 đó là ở trên đây đó anh có bốn cái mũi tên này đó. Ok. Cái mũi tên chính giữa đó nó lên xuống đó, cái hướng bắc nam nè, hay nam bắc đó, thì ở trên đó thì đứng mấy thằng giàu. Mình sẵn đây dịp đây học vài chữ tiếng Mỹ luôn. Ok. Chữ này là rich, rich là cái ý nghĩa đó là giàu á. Ok. Để anh ghi đây để cho mà các em nhớ luôn. Ok. Giàu á, xong rồi dưới đây đó là poor, phone là nghèo. Ok. Dĩ nhiên á thì mấy người mà người ta dốt nhanh gì đó thì không ghi đó, bông không biết bỏ dấu đó bông, thì anh chỉ ghi đại gì đi, xong rồi các em có ăn học ở ngoài đó bông, các em bỏ dấu vô trong đầu của các em. Ok. Thì ở dưới đây là nghèo, ở trên này giàu á. Thì ở xã hội á, trung bình á, mình mà sinh ra đó mà mình trong gia đình giàu á, thì cha mẹ mình á, bà con anh em mình á, muốn mình đi chơi với mấy người giàu không à, không muốn mình đi chơi với mấy người nghèo, tại họ sợ rằng là mình đi chơi với mấy người nghèo á nó mượn tiền hay là nó cần sự giúp đỡ của mình. Ok. Thì anh thì anh không có tin cái vấn đề đó, anh không có tin vấn đề đó, tại vì trong cái cuộc đời của anh á, anh thấy rằng là mình phải biết hết trơn lên xuống. Ok. Hồi đó lúc mà anh vượt biên qua bên Mỹ đó, xong gia đình anh rất là nghèo đó, anh qua bên Mỹ đó ở trong khu Mỹ Đen đó, xong nghèo quá đó phải ở trong khu Mỹ Đen để cho nó bớt tiền chi phí rồi đó, bớt tiền nhà tiền cửa đó, rồi xong anh đi chơi với lộn mấy thằng Mỹ Đen đó, rồi xong rồi anh bị mà tội mà ma túy đó, bán ma túy đó, rồi xong rồi anh vô tù hết gần 14 năm trong cuộc đời của anh. Rồi xong trong cái thời gian mà anh ở trong tù mà liên bang bên nước Mỹ đó cho tội mà ma túy đó, anh nghĩ rằng là mấy thằng mà nó giàu trong tù đó, mấy thằng tù mà nó có tiền bạc đó không, thì trung bình nó ở đó cho mà trốn thế,
còn mấy thằng nghèo thì nó ở trong mà tù cho mà tội ma túy. Ok, thì anh là trong mấy thằng nghèo mà ở trong tù đó bị tội ma túy, mà anh để ý nữa là trong tù đó mấy thằng giàu nó ưa bị mấy thằng này ăn hiếp, xong nó ưa bị mấy thằng nghèo mà đập đánh xong ăn hiếp nó, rồi xong nhiều khi nó phải trả tiền cho mấy thằng nghèo để bảo vệ nó cái bản thân nó trong tù nữa. Ok, tại vì dù nó có tiền nhiêu tiền nữa không, cái tiền nó ở ngoài cái tù chứ không phải ở trong cái tù. Ok, rồi xong anh học được cái bài học đó là mình á mà giàu quá, mình mà học giỏi quá, biết làm ăn quá mà không có biết lanh lẹ ngoài đường đó, ok, thì trước sau gì đó cũng nó không có tốt, nó không có mà điều. Ok, rồi xong trở lại á, mấy thằng á mà nó nghèo quá đó, cuối mà mấy thằng này á biết làm ăn đồ á, biết làm tiền đó, tụi nó không học được, tại vì á nó sợ mắc mặt, nó sợ mắc bị mắc cỡ, nó sợ này bị từ chối tùm lum hết trơn á, bởi nó không dám liên hệ với mấy thằng mà giàu trong tù. Ok, rồi sau anh để ý có một số lượng nhỏ đó, mấy thằng tù đó là nó đi chơi với mấy thằng giàu được, nó ăn nói, nó ăn uống, nó giỡn chơi, nó nói chuyện với mấy thằng giàu được, rồi xong trở lại á nó đi ngược lại đây á, nó đi chơi với mấy thằng nghèo được nữa, thì mấy thằng đó là anh thấy nó có giá trị nhiều nhất trong tù. Tại sao vậy? Tại vì á là nó nói chuyện với ai á nó cũng liên hệ với họ được, nó tạo ra cái sự thu hút với mấy người nghèo được, rồi xong nó tạo ra cái sự thu hút với mấy người mà giàu được, rồi xong rồi nó tạo ra cái sự tin tưởng với hai bên hết trơn á. Có nhiều cái vấn đề đó mà cần làm trong nhà tù đó, cái người nghèo họ làm dễ hơn. Ok, nhiều quýnh lộn đâm chém rồi đó, hay là mà thằng nào mà nó lại ăn hiếp mình đó, mình nhờ mấy thằng nghèo nó phụ mình đó, nó phụ mình nó giỏi hơn á là mấy thằng giàu. Còn có anh để ý rằng mấy thằng giàu cúp mà mình cần tiền để làm ăn, hay là làm tiền trong tù, hay là ở ngoài tù, hay là gì đó không, thì anh để ý rằng mấy thằng này thì mình quen biết đó, nó tin tưởng mình á, nó thích mình nữa, thì nó giúp đỡ mình á, tiền bạc nó dễ hơn. Ok, dễ hơn mấy thằng nghèo này. Ok, bởi vì là anh thấy là nó tốt hơn á là mình không phải là chơi với mấy thằng giàu không, mà mình không phải là chơi với mấy thằng nghèo không, mình á là gặp giàu mình chơi được, mà mình gặp nghèo đó mình chơi với nó được. Ok, là cái văn hóa, cái cách văn hóa là gì, văn hóa hay là cái phong tục của mọi người đó, là cái suy nghĩ của họ, cái ăn nói của họ với lại cái hành động của họ. Bởi vì cũng mà anh chơi với mấy thằng giàu đó thì anh ăn nói theo nó, anh suy nghĩ theo nó, anh ăn nói theo mấy cái lời mà mấy thằng giàu nó ưa nói, rồi xong rồi cái hành động của nó đó anh cũng làm theo luôn. Còn mà trở lại đó, anh gặp mấy người nghèo đó thì anh suy nghĩ giống như người nghèo, anh ăn nói giống như người nghèo, xong rồi anh cái hành động anh cũng giống như người nghèo luôn. Bởi vì anh không nó không có ngại gì với anh hết trơn á, bởi vì anh là anh huấn luyện cái bản thân của anh đó, anh tập luyện đó để cho anh giao thiệp với người cái lớp cái mức cái địa vị của người nào cũng được hết trơn. Ok, thì anh làm gì đó thì anh có thể quen được nhiều người trong cái khu này, nhiều người đạt được cái mức này. Ok, cái đó nó rất là quan trọng, tại vì cái số lượng mà người ta mà mình biết nhỏ chừng nào đó thì nó lâu làm giàu chừng đấy, còn cái số lượng mà người ta thích mình mến mình, muốn làm ăn với mình, muốn tin tưởng mình, mình thu hút được cái nhiều người như nào đó thì mình dễ làm giàu nhiều chừng đấy, mau chừng đấy. Ok, bởi vì anh khuyên cái vấn đề đầu tiên là mình tập luyện á, cốt mình gặp người nghèo đó mình đừng có khi dễ họ. Ok, anh không khi dễ người nào hết trơn á, anh gặp người giàu á thì anh chơi theo kiểu người giàu, còn anh gặp mấy người nghèo á thì anh chơi theo kiểu người nghèo. Ok, cái thứ hai đó là cái sự ăn học. Ok, ở trên đây đó học nè. Ok, học cao đi là cao cấp đó, và xong ở dưới đây đó là học thấp đi là ít, không phải là ít học đó. Ok, thì cái người ăn học cao cấp và xong cái người mà ăn học mà không có nhiều đó, giống như anh gì đó không, như anh đó thì ở dưới đây gia đình anh đó hồi đó cũng mà anh qua vượt biên qua Mỹ đó thì gia đình của anh nghèo, và xong trả lại đó anh gia đình của anh nó không có học hỏi nhiều. Ok, bởi vì là cái vấn đề mà anh mà lớn lên á dốt, rồi xong rồi ngu, rồi xong không có mà học giỏi đó không, thì là anh trong cái hoàn cảnh này. Ok, mà anh khác biệt một cái đó là khúc mà anh để ý rằng á là chỉ có cách á là mình chơi với mấy thằng này không đó, mà mấy thằng mà nó dốt như nó ngu như anh gì đó thì không cách nào á anh phát triển được.
không? Đã mình đã ngu, mình đã dốt rồi, rồi xong mình chơi với mấy thằng khác mà nó ngu, nó dốt mình nữa hay là bằng mình nữa, không? Thì không cách nào anh phát triển được hết trơn á. Bởi vì lúc mà anh chấp nhận rằng á là anh ngu, anh dốt hơn mấy thằng ở ngoài đời đó, không? Thì á là anh bắt đầu đó, anh tìm cách đó, mấy thằng á mà nó học mà cao cấp, nó học giỏi đó, để mình chơi, mình làm bạn như đó. Ok, bây giờ là anh biết á cái văn hóa của Việt Nam mình á, ok, là không có cách nào á mà ai mà người đàn ông nào á hay là người đàn bà có gì đó, mà nhất là người đàn ông đó mà dám mở miệng ra nói rằng á là mình ngu, mình dốt hết trơn á. Ok, nhất là họ lên trên cái video á giống như anh gì đó, rồi xong rồi tự là chấp nhận á là anh ngu hay là anh dốt học. Ok, không ai ở Việt Nam mình làm như vậy trơn á. Ok, chắc anh là người đầu tiên á trong cái lịch sử của nước Việt Nam mình á, là cái người dân đầu tiên á mà không có ngại vụ lên trên đài đó, mà ra ngoài ngoài đường đó mà chấp nhận đó là mình ngu, xong rồi mình dốt. Ok, cái đó là chắc các em á sẽ trúng số bạc ngàn tỷ á, trước khi á là các em sẽ gặp được cái người Việt Nam khác á mà chấp nhận họ ngu hay là dốt trước mặt người khác. Ok, thì á các em nhớ cái vấn đề này nha. Ở Sài Gòn này đó mình có mấy triệu người lận, ở Hà Nội á có mấy triệu người, ở Đà Nẵng á cũng hơn 1 triệu người. Ok, ở mà Hải Phòng đó cũng hơn 1 triệu người. Ok, ở dưới Cà Mau, Cần Thơ, ở dưới Rạch Giá rồi đó, thì á là nó có nhiều người Việt Nam lắm. Các em nghĩ đi, có cách nào á mà như anh đang ở Sài Gòn này bây giờ này ha, mà hết trơn mấy triệu người đàn ông ở đây á, mà người nào cũng khôn hết trơn á, ai còn lại để ngu? các em nghĩ thử đi, hết trơn anh đang ở trong cái mặt mà cái chung cư ở đằng mà quận 7 lần gì nè, anh nhìn ra anh thấy trước mặt anh, sau lưng cái camera này đó, cái nhà tòa Landmark 81, rồi xong rồi anh thấy hết trơn mấy cái mà Estella Heights, anh thấy hết trơn mấy cái qua quận 2, qua quận 1, anh thấy hết trơn đó, anh nhìn ra cái cửa sổ nè, anh thấy hết trơn đó, rồi mà ai người đàn ông nào cũng khôn hết trơn á ở Việt Nam mình á, ở Sài Gòn á, vì còn người nào để ngu? Ok, bởi vì á là không có cách nào á là người nào cũng không hết được hết trơn á. Các em nhớ cái vấn đề đó nha. Trong trường mình á phải có thằng á nó khôn, nó học giỏi, có thằng á nó học dở. Xui cái là ông trời cũng sai anh ra đó là anh dốt với anh ngu. Ok, bởi vì á mình dốt á với mình ngu á thì không sao. Các em nhớ cái vấn đề đó nha, mình đừng có sợ mắc mặt ngoài đường hay là gì, cái đó mình đừng có sợ gì cái vấn đề đó. Cái nguy hiểm của cái người á như anh mà dốt với mà ngu của bông, không phải rằng á là cái nguy hiểm á là không phải rằng á là mình dốt mà mình ngu. Ok, cái nguy hiểm nhất á, cái thuốc độc nhất á là mình dốt mà mình ngu, mà mình không có chấp nhận á là mình dốt mình ngu. Mình đi ra ngoài đường đó, mình vỗ ngực á, mình khoe với người ta đó là mình khôn, mình lanh lẹ, mình học giỏi rồi đó, cái đó mới là nguy hiểm. Ok, cái đó mới là cái nguy hiểm. Còn cái á, mình chấp nhận á là có thằng khác ở ngoài đường á nó học giỏi hơn mình, nó khôn hơn mình á, bông, cái đó không sao. Các em á mà muốn á mà làm giàu sớm đó, ok, ngoài các em mà muốn lâu dài để làm giàu đó, thì á các em á gắng á làm á là cái thằng khôn nhất, mà cái thằng học giỏi nhất, ok, trong lớp của em hay trong trường của em. Còn các em á mà muốn á mà làm giàu sớm á, ok, là các em tốt hơn á là các em á kiếm á cái thằng á mà nó khôn hơn, mà nó học giỏi hơn em, mà nó có tài năng giỏi hơn em. Ok, thì á lên trên này. Ok, bởi vì á anh biết rằng là anh sanh ra đó anh không có học giỏi như các em được, anh không có khôn giống như trong trường, trong sách vở giống như các em được. Ok, anh chấp nhận là anh dốt với anh ngu dù vấn đề đó. Bởi vì á cũng anh ra ngoài đời đó, nhiều các em á hỏi tại sao mà anh trong tù hết 14 năm mà anh ra mà anh mau và mang khá. Ok, là tại vì á anh đã chấp nhận là anh ngu với anh dốt rồi. Bởi vì á anh đi kiếm, anh đi chơi với mấy thằng á mà học giỏi hơn anh, nó khôn hơn anh, nó lanh lẹ hơn anh. Ok, như thằng bạn của anh đó, như thằng đối tác làm chung, như hai thằng Trung Quốc mà nó làm chung với anh á, bông, là hai thằng kỹ sư nó rất là giỏi. Ok, nó rất là giỏi, nó học trường á rất là giỏi, thằng nào cũng bỏ ra nhiều tiền để đi học trong trường á, tụi nó có bằng cấp đồ tùm lum trên tùm la chứ á. Ok, hai thằng đó nó học giỏi hơn anh đó, bông, mà cấp 1000 lần luôn á mỗi thằng á. Ok, bởi vì á anh đi hợp tác với mấy thằng đó. Ok, anh hợp tác với mấy thằng đó, xong rồi các em mới hỏi á là làm sao mà anh ngu dốt vậy, mà nghèo dốt ngu vậy mà đi, mà mấy thằng này á nó chịu làm ăn với mình. Tại vì á là tụi nó biết rằng á là dù nó học giỏi bao nhiêu đó,
ok, nó giỏi bao nhiêu, nó khôn bao nhiêu đó, nó ra ngoài đường đó, nó sợ cái vấn đề từ chối. Ok, cúp mà nó ra nó bán hàng hay nó bán cái dịch vụ đó bông, nó bán không được. Tại sao vậy? Tại vì cúp mà người ta nói không mua á bông là nó đau lòng dữ lắm, nó chịu cái đó không được. Bởi vì á nó thấy á anh á là không có sợ cái vấn đề từ chối, mà không có sợ cái vấn đề á mà mất mặt, không có sợ cái vấn đề á mà anh ta cười mình. Ok, cúp mà ra ngoài đường đó, ai mà cười anh, ai mà nói anh ngu, anh dốt, anh nghèo, anh gì á, anh không có lo quan tâm nhiều vấn đề đó, miễn sao anh làm có tiền được thôi. Ok, thì tụi nó đó phục cái vấn đề đó, tại vì tụi nó làm không được, tụi nó rất là tức á bông, là tụi nó học giỏi bao nhiêu giỏi đó, khôn bao nhiêu khôn đó, mà ra ngoài đường ta tự chối cái là nó, tụi nó đau lòng hết trơn à. Bởi vì á tụi nó chịu làm ăn với anh là gì đó, tại vì anh nói tụi nó, ê mày học giỏi bao nhiêu á, mày ra ngoài đường á mày bị từ chối hay là bị người ta nói này nọ cái là mày đau lòng tụi nó mới chơi á bông, xong rồi tụi nó không có lanh lẹ ngoài đường. Ok, bởi vì tụi nó hợp tác chung nha. Ok, bây giờ đó mình chơi á với mấy thằng ngu, với mấy thằng dốt không đó, thì á không bao giờ đó mình phát triển được, không có bao giờ đó mình khôn, mình học hỏi thêm mà mình lanh lẹ được. Bởi vì á mình thấy có một phần bạn bè đó với người liên hệ đó mà họ học giỏi, họ lanh lẹ, họ khôn ngoan. Ok, bởi vì á mình chơi với hai cái này không đó, ok, thì á nó có cái quyền lợi cao hơn. Tại vì làm sao? Tại vì á mình biết nhiều người được hơn. Ok, như gần đây đó anh về Việt Nam đó, cái anh trung bình đó là cái người á mà có ăn học á thì nó chơi với mấy người ăn học không à. Ok, còn người gì nghèo á thì cái người không có ăn học á thì chơi với mấy người không ăn học không à. Mà anh á thì anh gặp người nào á anh thích á thì anh học hỏi coi họ có tài năng gì, họ hiểu biết cái vấn đề gì mà anh không hiểu biết đó, thì anh làm quen với họ. Xong rồi cuối mà anh về Việt Nam đó, có nhiều chỗ á nó bán đất á, ở Việt Nam mình á là nó bán đất tới thí dụ như nó bán 100 triệu mét vuông đi. Ok, mà tại vì anh liên hệ với mấy người mà không có ăn học á, giống như anh gì đó, ok, họ mấy người ngu dốt gì đó, xong anh nói chuyện với họ, anh nói chuyện á là cái cách đó mà nó rất là thấp. Ok, nhớ nghe, mình ra ngoài đời đó, cái người nào mà có ăn học kiểu này phải không, họ lanh lẹ, họ thông minh cái mức này, họ học giỏi tới cái mức này phải không, mà các em á mình lúc nào á cũng muốn hơn họ, hay là mình chứng minh là mình khôn á hơn họ đó phải không, hay là mình bằng họ không họ, thì lúc nào á nó tạo ra cái sự mà mình không có tin tưởng được. Các em nhớ cái vấn đề đó nha, mình khôn hơn người ta đó, cái hại cái là người ta không có tin tưởng mình, ta nghĩ rằng mẹ phải coi chừng thằng này, nó sắp sửa nó đang nghiên cứu, mẹ nó lanh lẹ quá, nó khôn quá, nó coi chừng nó lường gạt mình đó. Ok, còn lúc mà mình vô á mà người ta mình biết rằng là họ cái sự mà ăn học của họ mức này, mà mình chứng minh cho họ đó là mình thấp hơn họ đó, thì á trong cái tinh thần của họ đó nó bớt lo lắng á là mình đang lường gạt của họ. Ok, bởi vì á cứ mà anh về Việt Nam á, anh gặp mấy người á mà có ăn học á thì anh nói chuyện á theo cái cách có ăn học. Ok, mà họ ăn học bao nhiêu đây đi, ok, thì á anh nói thấp hơn họ chút xíu. Ok, lúc nào á các em ra gặp anh á ngoài đường á, các anh á, các anh cũng để gì nữa, cứ mà anh vừa nói chuyện với các em á là anh sẽ biết rằng là cái sự ăn học của em á tới mức nào đó là anh hạ xuống chút xíu. Tại sao vậy? Tại vì mình hạ cái ăn nói của mình á, nó không có khôn ngoan bằng người ta đó, thì á trong trường á với ngoài xã hội với cha mẹ mình nói rằng á là mình phải chứng minh rằng á là mình khôn hơn nó hay là mình lanh lẹ hơn nó, phải không? Mà ở ngoài đời đó, cái thực tế đó là lúc mà người ta thấy mình á lanh lẹ hơn họ, khôn ngoan hơn họ đó, là lúc nào họ cũng không có tin, khó mà tin tưởng mình, tại ta sợ rằng á là mình lường gạt họ. Ok, bởi vì á lúc nào anh nói chuyện với người ta đó, họ có ăn học phải không, thì á anh cũng nói chuyện với họ ăn học mà nói hơn thấp hơn chút xíu, còn họ không có nhiều ăn học á, không, họ ít ăn học á, thì á anh để đây rồi xong anh nói chuyện thấp hơn họ một chút. Bởi vì á anh về Việt Nam đó, anh thấy á có mấy người á xong rồi người ta đang bán đất á, thí dụ như nó bán 100 triệu phải không, tại vì anh biết mấy người này đó họ quen biết, là họ thích anh đó. Ok, tại vì anh nói chuyện á mà họ hiểu được. Ok, các em nhớ nha, anh nói chuyện với mấy người ít ăn học đó, họ hiểu anh được. Ok, còn mấy người mà có ăn học quá đó lại nói chuyện với họ đó, họ không hiểu được, tại họ dùng mấy cái danh từ nó cao cấp, dùng mấy cái danh từ mà họ nói giờ họ chưa nghe. Ok, rồi xong phải sổ tiếng Mỹ vô, tiếng Trung Quốc vô, tiếng này tiếng Hoa hồi xưa rồi tùm lum vô đó, không, mấy người mà ta không có ăn học đó ta không hiểu được. Rồi không lẽ người ta ngồi đến ta nói mẹ tao ngu quá, tao không hiểu mày nói gì chừng á, phải không? Tao đâu nói gì đâu, tao đâu mở miệng nói gì, mà trong lòng của họ đó, trong lòng của họ, họ không có hiểu được mình á, họ không có tin tưởng được mình. Các em nhớ cái vấn đề đấy nha, người ta mình nói chuyện á mà người ta không hiểu mình á là người ta không có tin tưởng mình được.
xong người ta không tin tưởng mình được đó, là người ta không có thu hút với mình, ta không có thương mến mình, ta không có muốn làm ăn với mình, ta không có muốn làm bạn với mình, tại vì ta không hiểu mình được. Ok, bởi vì cứ mà nói chuyện với mấy người mà ít ăn học đó thì anh hạ cái cách anh ăn nói với họ để cho họ hiểu được. Cứ mà họ hiểu được đó, họ mới thích anh. Ok, anh biết là có nhiều miếng đất nó bán 100 triệu đó, mấy người này đó anh quen biết, họ nói cho anh đó, tìm cách đó, họ biết là mấy miếng đất chỉ có 80 hay là 70 triệu một mét vuông. Ok, mà anh không phải là cái người đầu tư trong đất, mà anh dùng cái đó, cái bất động sản đó là một cái thí dụ thôi, một cái thí dụ đó. Bộ phải anh là người mà đầu tư trong bất động sản đó, thì em nghĩ cái quyền lợi mà anh có, lúc mà anh nói chuyện với mấy người này đó, họ chưa chịu chia sẻ cái thông tin đó với anh. Còn mà anh mà lại nói chuyện với họ giống như anh có ăn học đồ cao cấp quá đó, bộ họ đâu tin tưởng được, họ đâu có chia sẻ mấy cái thông tin đó với anh. Mà trở lại đó, lúc mà anh gặp mấy người mà có ăn học đó, thì anh mà nói cái ăn nói đó nó thấp quá đó, ok, nó thấp quá đó, thì người ta không có tin tưởng mình nữa, ta không có phục mình. Ok, ta không có phục mình, người ta không tin tưởng mình, ta không thúc mình, không có mến mình được. Tại sao? Tại vì người ta không có tin rằng là mình hiểu biết cái hiểu biết của họ được. Bởi cũng mà anh gặp mấy người trên đây đó, không, thí dụ như họ ở mức này phải không, thì anh lúc nào anh nói chuyện với họ đó dưới một hai mức đến chi á, tại vì nó đủ. Anh nói đủ sự ăn học đó để chứng minh cho họ đó là anh hiểu họ được. Họ nên quen biết anh, họ nên thích anh, họ nên mến anh, họ nên thu hút với anh, họ nên muốn làm bạn với anh, họ nên muốn làm bạn với anh. Thì á, mình nói gì đó. Còn anh mà hạ cái sự mà ăn học của anh, cái sự ăn nói của anh á, nó xuống quá thấp với bông, thì nó xa quá. Nó xa quá bởi vì á, mình chơi với họ khó lắm. Ok, bởi cũng mà các em á, nghèo á, như mình ở đây đúng không, mình chơi với mấy thằng á có 2-3 mức cao hơn mình được. Mình dốt ngu á dưới đây đúng không, mình chơi với mấy thằng á 2-3 mức cao hơn mình được. Còn lúc mà mình nhảy lên cao quá đó, có thể rằng là nó hơi khó cho các em, tại vì á là các em chưa quen ăn nói hay là giao dịch với liên hệ với mấy người nó cao nhỉ hay là nó giàu nhỉ được. Bởi vì á lúc đầu đó các em mới ra đời đó, mình chơi với mấy thằng á 1-2-3-4 mức cao hơn mình, đừng có nhảy ra cao quá. Và xong cuối mà các em lên tới đây đó, ok, cuối mà các em quen biết mấy người dưới đây đó, thì mình lên á, mình giao dịch với nó lên hơn cao một chút xíu nữa. Xong cuối mình lên tới đây đó, mình chơi 1-2 mức cao hơn nữa, ok, thì nó lên từ từ vậy đó. Thì á, cái đó là cái phương pháp anh dùng để mà liên hệ với người ta, để làm cho người ta thích thương mến mình, ok, là mình chỉnh được. Ok, anh trong cái video trước đây đó, là anh dùng cái thí dụ của mà anh đi khám bệnh tim của anh đó, ok, cái người bác sĩ của anh đó, họ có sự ăn học cao gì nè, mà họ hạ xuống không được, không được, tại vì họ sợ rằng là tao là bác sĩ mà tao làm gì, mà tao có bằng đại học tao làm gì, tao hạ cái mức tao xuống với thằng dốt như vậy, ok. Mà các em nghĩ coi, họ nghĩ như vậy đó, bác sĩ của anh đó mà nghĩ như vậy đó, rồi sao không có chịu hạ xuống để cho anh hiểu được cái lời nói của họ đó, họ khám bệnh anh mà họ nói ra đó anh không có hiểu được, ok. Các em nghĩ coi, anh có tin tưởng cái người đó được không? Các em nghĩ coi, anh có tin tưởng cái người bác sĩ đó được không? Bắt buộc là anh trong bệnh viện thì anh trả tiền cho họ để khám bệnh tim cho anh đó, thì anh bắt buộc anh phải lắng nghe cho họ. Mà ở ngoài cái hoàn cảnh cái bệnh viện đó, cái môi trường cái bệnh viện hay là cái khám cái văn phòng bác sĩ đó, thì anh rất là khó mà tin tưởng họ, mà khó mà muốn giao thiệp với họ, khó mà muốn mến họ hay là thích hay là thu hút với họ. Tại sao vậy? Tại vì họ nói chuyện anh không hiểu được. Ok, mình không bao giờ đó mình thương mến hay là mình thích mến cái người mà mình không hiểu được. Các em nhớ vấn đề đó nha. Mình cuộc đời mình là mình ra ngoài đường đó, người ta hiểu mình đó, người ta mới thích mình, người ta mới mến mình, người ta mới thu hút với mình, người ta mới muốn làm ăn với mình, người ta muốn làm bạn với mình, người ta muốn là cho mình mượn tiền, người ta muốn giúp đỡ mình. Ok, là người ta phải hiểu mình trước. Mà mình nói chuyện á mà người ta không hiểu mình đó, ok, là người ta không bao giờ đó là người ta tin tưởng mình được. Ok, các em nhớ vấn đề này ha, các em nhớ vấn đề này á, có nhiều á các em á, có mà anh gặp ngoài đường đó, các em nói rằng là anh nói rằng là anh ngu, anh dốt á trên mạng gì đó, mà thiệt tình á là anh khôn hơn á là cái lời nói anh nói trên mạng. Ok, các em suy nghĩ đi. Ok, anh nói là anh ngu, anh dốt,
Mà lúc mà các em gặp anh ngoài đường đó, các em nói rằng là anh thiệt tình đó, là khôn hơn đó, là cái lời nói mà anh nói trên mạng, ok? Thì đó, tại sao mà anh nói là anh ngu anh dốt gì đó mà các em nghĩ rằng là anh khôn mà anh lẹ, ok? Cái sự thật đó là không phải rằng là anh thiệt tình đó là anh khôn hơn hay là anh lanh lẹ hơn. Cái thiệt tình đó là lúc mà anh nói chuyện với các em đó, anh nói anh dùng mấy cái danh từ rất là thấp, ok? Cái danh từ, mấy cái danh từ anh nói đó là trung bình đó, là nó chỉ có học lớp 5, lớp 6 là các em hiểu được, các em không cần đi đại học hết 4 năm rồi xong có bằng cấp mà tiến sĩ đồ á, xong ra mới hiểu anh được. Anh nói mấy cái danh từ nó rất là thấp, đứng lúc đó mà 10, 12 tuổi đứa nào nó cũng hiểu được hết trơn á. Bởi vì các em hiểu được, các em hiểu được cái lời nói của anh á, bởi vì các em mới nghĩ rằng ở trong đầu á là anh khôn, xong anh lanh lẹ, anh có ăn học. Mà cái thực tế đó là hồi đó giờ đó anh chưa có đi học tiếng Việt, anh chưa có đi học chữ lúc nào hết trơn á, ok? Tại vì anh nghèo quá, đi học không có ai dạy tiếng Việt bên Mỹ đó. Rồi xong rồi anh ở trong tù nữa, hết 14 năm nữa, học tiếng Việt ở đâu bây giờ, ok? Bởi vì á, các em suy nghĩ đi, tại sao mà anh Tài ảnh bảo rằng á, ảnh ngu dốt vậy mà cúc mình gặp ảnh ngoài đời đó, mình nghĩ rằng á, ảnh là rất là khôn. Chỉ có một lý do thôi, cái lý do đó không? Là tại vì anh cố tình đó, là anh dùng mấy cái danh từ đó mà nó rất là dễ hiểu, ok? Rất là dễ hiểu. Các em khó kiếm được cái danh từ mà anh dùng trong hết trơn mấy cái video anh làm gần 10 năm nay đó. Các em khó kiếm được cái danh từ nào mà anh nói ra đó mà các em không hiểu được, ok? Dù anh nói cà lâm vậy đi, nó cũng em cũng vẫn hiểu được. Tại vì anh dùng mấy cái danh từ mà nó rất là thấp, nó cái hạng đó, nó rất là thấp, để cho mấy đứa học lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7 cũng học hiểu được, ok? Thì nhớ nha, mình ra ngoài đường đó, lúc nào mình cũng nói cao cấp hết trơn là mình chỉ có làm quen với mấy người này được thôi, phải không? Mình không có làm quen với mấy người dưới này được. Mà các em nhớ nha, cái công thức để thành công là mình biết nhiều người chừng nào đó thì mình dễ làm giàu chừng nấy, mình dễ mà làm giàu sớm chừng nấy, ok? Bởi các em nhớ vấn đề này nha, các em muốn chơi với mấy thằng giàu không á, với mấy thằng mà đó mà có ăn học không đó thì cũng được, ok? Mà nó chỉ cái mà nó lâu hơn, nó lâu để làm giàu hơn, ok? Cái thứ ba đó là cứ mình ra mình kiếm bạn bè đó, mình liên hệ với người ta đó, là anh muốn nói nhiều á, cái này á, hồi nãy anh quên nói nữa, cái này á là phát âm á tiếng Mỹ đó, bông là high là cao á, education, xong cái này đó là low là thấp đó, education, cái này là low education, cái này là high education, đó là cái phát âm đúng của nó trong tiếng Mỹ đó. Bây giờ đó, cái số 3 đó, cái vấn đề số 3 đó là nó kêu bằng anh kêu bằng là time, ok? Time là dịch lại tiếng Việt đó là hình như là thời gian á, ok? Thời gian á là giờ á, là bao nhiêu giờ á, ok? Time á là mình là cái mũi tên này đó đi ngang này nè, ok? Là của mình giao thiệp, mình liên hệ với cái người lạ ngoài đời đó để làm bạn đó. Mình muốn á là cái mình làm bạn á với cái người á mà có nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề mà mình muốn học hỏi. Thí dụ đi, ok, là cú mà anh muốn học làm họa sĩ đi, thì á là anh bắt đầu ngay đây, và xong cú mà vài năm sau đó thì á anh có nhiều kinh nghiệm làm họa sĩ hơn. Thí dụ như anh muốn làm bác sĩ đi, thì anh bắt đầu ở đây, anh đi học làm bác sĩ á, thì á vài năm sau, vài tháng sau đó thì á anh sẽ làm anh sẽ có nhiều kinh nghiệm để làm bác sĩ hơn. Thì á cú mà mình ra ngoài đời đó, mình muốn làm tiền, mình muốn làm giàu đó, ok, thì cũng y chang gì đó. Mình bắt đầu ở đây, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm gì hết á, xong rồi vài năm sau, vài tháng sau đó thì á mình có nhiều kinh nghiệm hơn bên đây, ok? Thì á mình có quyền á ra ngoài đời đó, mình có quyền á có cái sự lựa chọn. Mình nghèo bao nhiêu nghèo, mình dốt bao nhiêu dốt, mình ngu bao nhiêu ngu đó, mình vẫn còn lựa chọn được. Mình có thể được lựa chọn được á, học hỏi á mấy thằng á nó không có kinh nghiệm gì, nó mới bắt đầu ra đời thôi à, hay là mình học hỏi á mấy thằng á mà nó có kinh nghiệm, nó có nhiều kinh nghiệm hơn, nó có kết quả mà mình muốn rồi, ok? Thì á hồi xưa đó, một cái vấn đề mà nó làm cho anh nó lâu mà làm giàu đó là tại vì á cũng anh ra ngoài đời đó, anh gặp mấy thằng á nó bằng tuổi anh á, nó chưa đủ kinh nghiệm, nó chưa đủ kinh nghiệm để làm giàu, nó chưa đủ kinh nghiệm làm kinh doanh, nó chưa đủ á là kinh nghiệm á để bán hàng, biết bán hàng sao, nó chưa đủ kinh nghiệm á để biết làm truyền thông làm sao, làm marketing á, ok, để cho mà anh học hỏi được. Bởi vì á anh ra ngoài đời đó, anh lâu làm giàu, anh không biết làm giàu á, làm tiền làm sao đó, là tại vì á anh đi làm bạn á với liên hệ với mấy thằng á mà nó không có đủ kinh nghiệm,
Ok, nó có muốn làm như anh mà nó chưa đủ kinh nghiệm để chỉ lại hay là để chia sẻ lại với anh. Ok, bởi vì cái thời gian này đó mình đừng có lựa mấy thằng á mà nó ít kinh nghiệm, mình lựa mấy thằng á mà nó có nhiều kinh nghiệm, nó có cái sự thành công mà mình muốn. Ok, cái thứ hai đó của cái vấn đề mà thời gian đó, ok, là đây anh để là time towards a goal. Cái này nó khác hơn là time experience. Experience là kinh nghiệm đó. Ok, cái time towards a goal là goal, là cái mục tiêu của mình. Ok, cái mục tiêu mình làm sao là các em phải để ý là ví dụ như mình đi liên hệ, mình chơi với cái thằng mà nó nói nó muốn làm tiền đi, mình phải hỏi rằng là trong cái thời gian rảnh của nó đó, trong cái thời gian rảnh của nó đó, nó đang bỏ bao nhiêu thời gian vô trong cái mục tiêu của nó. Thí dụ như em đi chơi với một thằng A đi, nó nói rằng là nó muốn làm giàu đi, mà tối ngày của mình nó đi học về đó, nó chỉ cho nó vính video game thôi, nó ngồi trên salon nó chơi video game tối ngày. Ok, thí dụ như các em á mà muốn đi kiếm bồ đi, mà em về đó cái thằng đó không, nó chỉ ở nhà vính video game tối ngày, ngồi trên máy tính tối ngày, nó không làm gì cho nó, không ra nó liên hệ với người ta, nó không ra ngoài đời nó tập nói chuyện với con gái là ai hết trơn á. Vậy làm sao mà nó liên hệ với con gái được, làm sao mà nó làm giàu được? Nó ở nhà nó chơi video game không tối ngày đó. Ok, làm sao mà nó làm giàu được? Ok, các em phải hỏi gì đó. Cũng mà mình muốn á đi ra ngoài đời mình chơi đó, ok, mình chơi với mấy thằng á mà nó bỏ nhiều thời gian vô cái mục tiêu mà mình muốn. Thí dụ như anh muốn làm giàu phải không, thì anh ra ngoài đời đó anh hỏi coi cái người này đó, họ bỏ ít thời gian vô để học hỏi làm giàu, hay là mình chơi với mấy thằng á mà nó bỏ nhiều thời gian vô để học hỏi để làm giàu. Ok, thì á cũng mà anh ra ngoài đời đó, thí dụ như anh mua bán chứng khoán đi hay là mua bán tiền điện tử đi, thì á anh kiếm mấy thằng á mà nó có nhiều kinh nghiệm, nó bỏ nhiều thời gian vô, mỗi ngày đó nó bỏ vô mấy tiếng đồng hồ, 7-8 tiếng, 9-10 tiếng đồng hồ vô để học hỏi chứng khoán, để mua bán chứng khoán, để mua bán cổ phiếu, để mua bán tiền điện tử. Ok, thì mấy thằng đó anh mới liên hệ với nó, anh học hỏi nó, anh làm quen với nó, anh chơi với nó. Ok, còn mấy thằng mà nó không á, nó nói á mà nó không có bỏ nhiều thời gian vô để hành động, để làm thực tế đó, thì á cái đó là anh không có mà để ý mấy mấy đó nhiều, tại vì á là nó không có chứng minh cho anh á là nó bỏ đủ thời gian vô để học hỏi cái vấn đề đó. Bởi vì các em á, cái vấn đề thứ ba đó là của mình lựa bạn bè đó, là mình lựa mấy đứa đó, ok, là nó có nhiều bỏ vô nhiều thời gian để tạo ra cái kinh nghiệm, ok, như vậy để tạo ra cái để bỏ vô nhiều thời gian vô trong cái mục tiêu của nó. Ok, bởi sẵn đây anh dịch lại á, là hình như thời gian phải không, mình viết gì đó, đó thời gian. Ok, nhớ nha, anh viết tiếng Việt mà không biết bỏ dấu á, không anh dốt gì đó mà ngu gì mà anh làm ăn khá được, anh có vợ đẹp được, xong anh về hưu sớm được đó, không không thì á các em á mà học trong bằng đại học đó, xong các em có cấp đại học, có bằng đại học, biết viết chữ Việt đồ được hết trơn đó, không các em học giỏi anh á 100 lần á mà các em á làm giàu không được đó, mà kiếm được không được, mà cô gái đó làm giỏi cho mình á, các em phải tự mà tán vô mặt mình cái một lần đó, không để cho mình tỉnh lại mới được. Tại không các em mà học giỏi anh mà không anh á, mà các em không có thành công được, không là cái đó là chuyện mà vô lý. Ok, cái vấn đề thứ tư đó, hey keep it quiet, you see me shooting the video right. Okay, then why are you making a lot of noise for? Quiet. Right. Số 4 đó. Okay. Số 4 đó là different đó, là khác. Okay. Mình dịch lại đây ha. Cái chữ mà different đó là dịch lại tiếng Việt đó là khác. Okay. Goals đó là mục tiêu. Mục tiêu. Okay. Nó rất là quan trọng đó, là thí dụ như các em mà muốn làm họa sĩ giỏi đi, thì các em phải chơi với mấy thằng họa sĩ, mà trở lại đó các em phải biết chơi với mấy thằng mà nó không biết làm họa sĩ, nó không biết gì vụ họa sĩ chừng á, nó chơi nó cái mục tiêu nó là khác, nó muốn chơi, nó muốn làm ăn, hay là nó muốn mua bán chứng khoán, hay là nó muốn làm ca sĩ, hay là nó muốn làm cái vấn đề làm bác sĩ, hay là làm cái vấn đề gì khác đó, cái mục tiêu trong cuộc đời của nó khác. Mình đừng có nghĩ rằng là mình muốn hey go to your room right now, go to your room right now. Right now. Okay.
thằng con của anh á, mỗi lần nó thấy anh mà thâu video á, nó biết rằng á là anh không có mà thích nó nói chuyện mà giỡn chơi được không, xong rồi nó lại nó ưa chọc anh á, xong rồi nó lại nó mà nói chuyện tùm lum hết trơn, nó không nói chuyện với ai, nó chỉ đứng sau lưng cái mà camera này, xong rồi nó nói chuyện đại trên, nó chọc anh á cho vui chơi. Okay. Different goals, right? Là mình có cái mục tiêu khác. Tại sao nó quan trọng á, là mình chơi với mấy người á mà có cái mục tiêu khác hơn mình. Tại vì á nó mở cái đầu óc mình ra để mình thấy được á mấy cái vấn đề á mà mình không ngờ được. Ok. Mình chơi với mấy người á mà cùng cái mục tiêu mình không đó, mình không có mở cái đầu óc mình ra, mở cái mắt mình ra để nó rộng rãi, để mình thấy được á mấy cái vấn đề khác được, mấy cơ hội khác được. Ok. Bởi vì nó rất là quan trọng á, là mình có bạn bè, mình liên hệ với nhiều người á mà có khác. Chúng mình á, anh muốn á trong cuộc đời của anh á, anh ở bên Mỹ đó thì á, anh có bạn bè đó là nó làm cảnh sát, anh có bạn bè nó làm luật sư, anh có bạn bè nó làm mà cái giữ sổ sách, nó có bạn bè làm chứng khoán, có anh có bạn bè nó chơi thể thao, anh có bạn bè đó là nó làm họa sĩ, nó làm ca sĩ, mấy chân mấy vấn đề đó. Tại sao? Tại vì anh chơi với mỗi người đó, anh muốn học hỏi cái vấn đề mà họ làm. Ok. Họ anh muốn học hỏi á là cái vấn đề đó mà họ hiểu biết, để cặp mắt của anh nó mở rộng ra, cái đỏ của anh nó mở rộng ra để nó thấy được cái vấn đề khác. Chứ anh không muốn á là chơi hết trơn á là mấy thằng á mà nó muốn làm giàu không. Ok. Cái thời gian mà anh bỏ ra đó thì anh bỏ ra anh chơi với mấy thằng á nó muốn làm tiền, nó muốn làm giàu, nó muốn làm kinh doanh giống như anh vậy đó. Mà ngoài ra cái đó anh muốn biết rằng á là mấy người khác nữa, để cho anh mở rộng cái đầu óc của anh ra. Ok. Với là cái hiểu biết của anh ra. Nào cái bởi vì anh vẽ mấy cái mũi tên này đó, nó đi khác nhau á gì đó, là để cho anh nhắn cho các em nhớ đó không, là mình á, mình đi chơi với mấy thằng bạn mà nó đi một hướng đi này không đó, nó không có là phụ cho mình á nhanh làm giàu được. Mình chơi với mấy đứa đó mà nó đi hướng này nọ không, mà trong lòng của mình á mình biết rằng á mình chỉ đi hướng này thôi à, mà mình chơi với mấy thằng đó đi mấy hướng kia gì đó để cho nó mở rộng cái đầu óc của mình ra với là cái hiểu biết của mình. Ok. Cái số 5 đó là cái ethics đó, là hình như tiếng Việt mình á nó dịch lại là cái tâm của mình. Ok. Cái tâm á hay là cái đạo đức á. Ok. Đạo đức. Ok. Thì á cái tâm với là cái đạo đức của mình á, hồi xưa đó cũng mà anh qua bên Mỹ đó, anh nghèo quá. Bởi vì á anh nghèo quá đó, anh nghèo, xong anh ngu, anh dốt đó. Bởi anh chơi với mấy Mỹ đen á, mà nó đi bán ma túy rồi đó, xong anh liên hệ với nó, anh chơi với nó đó, và xong anh làm mấy cái chuyện á, mà nó không có đạo đức. Ok, là cái đạo đức của nó rất là thấp. Rồi xong ấy, tại sao? Cũng mà anh đi học trong cấp 3 đó, thì cái đạo đức của anh đó, nó cao. Mà cũng mà anh ra ngoài đường, anh chơi với mấy thằng đó, Mỹ đen ngoài đường đó, thì cái đạo đức của anh đó, nó thấp lại. Ok. Xong lúc đó anh nghèo quá đó, anh dốt quá đó. Bởi vì cái gì mà nó làm ra có tiền đó, anh chịu mà đi ra để làm. Anh không có tâm, có đạo đức gì chăng á. Ok, cũng mà anh còn thanh niên á, 16, 17 tuổi đó. Ok. Thì lúc đó anh làm gì đó, xong bị cảnh sát bắt, xong anh vô tù hết 14 năm. Ok. Trong cái 14 năm đó, anh học á, là cái môn Phật á, nó kêu bằng là cái thiền tông. Ok. Thì trong cái thiền tông đó, tiếng Mỹ nó kêu là Zen Buddhism á, còn bên Trung Quốc á thì nó kêu bằng Chan Buddhism á, còn tiếng Việt mình á thì nó kêu bằng mà cái thiền á. Ok. Thì cái đó nó mở rộng cái đầu óc của anh ra, anh hiểu biết thêm á dù đạo đức, anh hiểu biết thêm á dù mà mình làm việc á, mình ra ngoài đời đó mình làm có tâm đó, nó có phước đức hơn, nó có mà cái kết quả tốt hơn, nó có kết quả mà tích cực hơn. Bởi vì á từ đó tới sau đó mà anh học cái vấn đề đó trong tù đó, anh không có, anh ra đó ngoài đời đó anh không có muốn làm á, anh không muốn làm cái gì mà nó không có đạo đức, nó không có cái tâm trân trọng, rồi sau anh không muốn làm cái vấn đề gì đó mà anh không có thể chia sẻ với người khác được. Như anh mà hồi xưa đó, anh còn thanh niên đó, anh mà làm mà ma túy đi, anh đâu có nở lòng gì mà lên trên video sau anh chia sẻ với cái kinh nghiệm của anh làm ma túy với các em được. Tức là đâu có cái tâm, không có đạo đức gì hết trơn á. Bởi vì anh không có nở mặt để ra để chia sẻ với người khác được. Còn á, cái vấn đề mà anh làm ăn liền bây giờ, anh mua bán chứng khoán hay là mua bán tiền điện tử được liền bây giờ đó, thì cái đó anh lên mạng đó, anh chia sẻ với các em được, anh chia sẻ với gia đình của anh được, anh chia sẻ với con cái của anh được, anh có mà hãnh diện với mà trong gia đình của anh, mà ở ngoài gia đình anh được. Còn cuối mà anh làm cái chuyện mà nó không có đạo đức đó,
ok, là anh không có muốn làm cái vấn đề đó nữa, tại vì anh không muốn làm tốn thời giờ đó, làm cái vấn đề đó mà anh không có chia sẻ với người khác, mà anh không có nói với người khác được, xong rồi anh trong lòng anh sợ rằng là vợ con của anh hay gia đình của anh đó phát ra là anh làm chuyện tầm bậy tầm bạ đó, mà nó không có đạo đức đó, anh không có muốn làm cái vấn đề đó nữa. Bởi vì là các em á, cúp mà mình nghèo đó, nó rất là dễ đó, là mình làm mấy cái chuyện mà nó không có tâm, nó không có đạo đức để mình làm có tiền, ok, để cho mình làm có tiền, xong cái mình nghĩ rằng là trong tương lai đó cúp mình có tiền xong rồi đó, cái mình bắt đầu mình làm chuyện công việc đó nó có đạo đức trở lại. Anh không có khuyên các em làm cái vấn đề này, anh không có khuyên là các em lựa chọn mấy thằng bạn như vậy, ok. Hồi xưa đó anh nghĩ rằng là tại bà đó, mình nghèo quá đó, bọn mình chơi mấy con Mỹ Đen này nó không có đạo đức đó, nó không có tâm đó, không sao. Trong tương lai của mình làm được có tiền đó thì mình kiếm mấy con bạn khác đó, mình chơi. Mà cái suy nghĩ đó nó rất là nguy hiểm, tại vì cái thực tế đó là lúc mình chơi á, mình lúc mà anh chấp nhận rằng á là anh chơi với mấy thằng á mà nó không có đạo đức đó, nó không có tâm đó, thì á là anh đã cho phép với cái bản thân của anh á là cái đó là ok, cái đó là mình nên tiếp tục làm, cái đó là nó không có trở ngại gì hết, nó không có thành vấn đề gì hết, thì á là mình sẽ tiếp tục làm. Bởi vì á liền bây giờ đó, cũng mà anh ở bên Mỹ hay là anh ở bên Thái Lan hay là ở bên Việt Nam đó, mà anh gặp người nào mà không có đạo đức, mà không có tâm đó, thì anh không có liên hệ với họ nữa. Tại vì á anh mà liên hệ gì đó là anh đã chứng minh với cái bản thân của anh đó là cái đó là ok, cái đó là không sao, ok. Sao anh không muốn suy nghĩ gì, anh không muốn á là con cái của anh á nó thấy anh á đi chơi với mấy người như vậy đó, rồi xong rồi á là nó nghĩ rằng cái đó là không sao, có là không có mà hại gì hết, ok. Bởi vì anh muốn tạo ra, anh muốn làm cái người cha đó mà làm cái thí dụ đó cho con cái của anh đó, nó thấy, cho gia đình của anh nó thấy, ok, với lại cho bạn bè của anh nó thấy nữa, ok. Bởi vì á tốt hơn á mình nghèo bao nhiêu nghèo đó, mình tránh khỏi mấy cái chuyện á mà nó không có đạo đức, mấy chuyện mà lừa gạt rồi đó, để mà mình mau làm giàu đó, rồi xong cái sau này cái mình nghĩ rằng á sau này á là mình sẽ thay đổi cũng mà mình làm có tiền. Anh sẽ chia sẻ với các em á cái thực tế đó, một là cuộc mà mình chấp nhận mà có mấy người mà không có đạo đức trong cuộc đời mình gọi đó, một lần rồi đó là nó sẽ xảy ra lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, xong sau cuối cùng á mình nhìn xung quanh đó là mấy người á xung quanh mình nó không có đạo đức, không có tâm gì, cho nên xong mình không có phát triển được, không có làm giàu, khó làm giàu lắm, làm được á nó chỉ có tạm thôi, nó không có mà lâu dài được, ok. Bởi cẩn thận giữa vấn đề đó. Cái số 6 đó, cái vấn đề số 6 đó là different regions đó, là khác vùng, ok. Là hình như cái này là vùng, ok. Mình kiếm bạn bè đó mà nó ở khác vùng, ok. Như thí dụ như anh dưới cái quê của anh đó, ở dưới Cà Mau đi, thì anh muốn, dĩ nhiên anh muốn có bạn bè ở dưới Cà Mau, anh muốn bạn bè ở Rạch Giá, anh muốn bạn bè ở Sài Gòn, anh muốn bạn bè ở trên Huế, ở trên Đà Nẵng, ở trên Vũng Tàu, ở trên Nha Trang, ở trên Hải Phòng, ở trên Hà Nội. Tại sao vậy? Tại vì mình mà có bạn bè, anh mà có bạn bè hết trơn á trong cái tỉnh Cà Mau của anh á, thì là nó chỉ có biết dù cái tỉnh Cà Mau thôi, nó không biết ở ngoài nữa. Các em hiểu không? Mình mà chơi với mấy thằng á mà nó cùng tỉnh với mình, nó cùng phượng với mình, ok, nó cùng xã với mình á, thì nó chỉ có biết được cái khu đó thôi, nó không biết ở ngoài nữa, phải không? Làm sao mà mình học hỏi, làm sao mình có nhiều cơ hội trong cuộc đời mình được? Bởi vì á nó rất là quan trọng á là mình ở chỗ nào đó mình phải quen biết á cái vùng khác, ok. Mà không phải cái vùng khác không, mà mình hiểu biết á cái cách mà nó ăn nói trong cái vùng đó nữa, ok. Thí dụ như anh ở ở dưới cúp mà hồi đó anh ở bên Mỹ đó, thì bên Mỹ á thì cái vùng mà miền Đông đó nó khác, nó ăn nói á khác hơn cái miền Bắc. Cái miền Bắc á nó nói á thì khác hơn cái miền miền Tây, xong cái miền Tây đó nó nói khác hơn á là cái miền Nam chỗ anh ở, ok. Mà cúp mà anh ở trong cái miền Nam, trong cái tiểu bang kêu bằng Texas bên Mỹ đó, ok, thì người Việt Nam mình nó kêu bằng Texas á, ok, mà cái tên cái phát âm của nó đúng á là kêu bằng Texas, ok. Thì trong cái tiểu bang Texas á thì nó nói chuyện á nó kéo dài cái danh từ nữa ra, mỗi cái chữ mà nó nói đó bông nó kéo ra hơi dài chút xíu à. Các em mà không hiểu tiếng Anh rõ đó, các em có lỗ tai của các em nó có thể là nó không có nghe được,
mà cái người Mỹ á, thì á, người ta nói tiếng Mỹ quen rồi đó thì người ta nghe được và nó kéo dài một chút xíu. Còn á, cái miền 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 Đông đó, theo xung quanh thành phố New York, xung quanh thành phố mà Boston rồi đó, thì cái miền Đông đó bên nước Mỹ đó thì nó nói chuyện á, là nhiều khi á, nó mắc cái chữ R, phải không? Như thà là nói cái chữ car, phải không? Nó nói là chữ car. Okay, nó không có nói cái nó phát âm cái chữ R sau lưng, ok, trong cái chữ. Bởi vì á, cúng anh lên chảnh á, anh vô trong cái miền Đông đó, anh giao thiệp với làm ăn với mấy nữa, thì anh nói cái giọng á giống như nó. Cúng mà anh về miền Nam á, thì anh nói cái giọng miền Nam tiếng Mỹ của anh. Cúng mà anh ra cái tiểu bang Cali bên miền Tây đó, thì á, anh bắt chước theo cái giọng của nó, ok. Nào bây giờ đó, các em á, anh thấy rằng á là anh về Việt Nam mình á, một cái vấn đề mà anh thấy nó hơi lạ đó, không là cứ mà anh nói chuyện với người người miền Nam của anh á, anh hỏi họ là cái người Bắc á, họ nói cái giọng nó khác á, nó khác cái gì á. Trung bình á, mấy người á miền Nam á, họ không biết nữa, họ chỉ biết rằng á là cái người Bắc á, họ nói cái giọng nói của họ nó khác thôi à. Ok, còn á, cứ mà anh hỏi mấy người Bắc á là cái giọng Nam á, nó khác nhau cái vấn đề gì á, họ cũng không biết nữa. Ok, trung bình á là anh nói chuyện á là hai bên á, cái người miền Bắc với người miền Nam với lại người miền Trung nữa, người Huế á, họ không có hiểu rằng á cái giọng nói á, nó khác nhau làm sao. Thì cũng mà anh về á, thì anh bắt đầu á, anh học hỏi tại sao cái anh không có học chữ Việt, anh không có học á, đọc viết chữ Việt, mà tại sao mà anh bỏ thời gian ở đây học nói á, để phát âm á, theo cái giọng người Bắc, rồi theo cái giọng á, mà người Nam, mà theo cái giọng người Trung để anh chị ạ. Ok, tại vì á, là cuộc mà mình nói chuyện với người ta đó, các em nhớ cái vấn đề này ha, một cái bí mật á, để nó tạo ra cái sự thu hút đó, như lại tạo ra cái sự tin tưởng đó, là mình nói được cái giọng của họ. Ok, thí dụ đi. Ok, thí dụ đi, anh làm mấy cái video mà mấy năm nay đó, hết 10 năm nay đó, trên mạng rồi đó. Các em để ý đi, dù các em biết rằng là anh tiếng Việt không có giỏi đi, ok, nó tiếng Việt của anh nó rất là dốt đi, mà tại vì anh cố tình anh gắng rặn ra tiếng Việt của anh đó, các em đủ để nó tạo ra cái sự tin tưởng với các em. Các em nhớ không? Để ý đi, dù các em biết rằng là anh dốt tiếng Việt đi, các em vẫn còn tin tưởng cái lời nói của anh, tại vì anh gắng rặn ra được bao nhiêu rặn ra tiếng Việt để cho các em hiểu được, ok. Xong rồi các em biết rằng là có nhiều người Việt Nam anh ta sợ mắc mặt, anh ta sợ mắc cỡ, anh ta sợ này nọ tùm lum hết trơn á, bởi anh ta dù anh ta biết giỏi hơn anh nữa, ta cũng không có dám lên mạng mà nói gì hết, ok. Bởi vì dù anh dốt đi, các em vẫn còn tin tưởng anh được, tại vì là anh nói được cái tiếng nói mà các em hiểu được, ok. Tại sao khúc mà anh về Việt Nam, ok, anh tập luyện á, nói cái nhiều chữ Việt á, nó giống như người ngoài Bắc, người xong rồi nhiều người Việt Nam miền Tây. Tại sao vậy? Tại vì anh biết rằng á là anh muốn á, mấy người á, bên miền Bắc họ tin tưởng anh đó, họ thích mến anh đó, thì á, anh mà nói cái giọng của họ được đó, thì á, cái lỗ tai của họ đó nó hiểu dễ hơn. Nhớ nha, cái cúc mà người ta hiểu mình nó dễ hơn mà nó rõ hơn á, thì lúc nào á họ cũng dễ tin mình hơn á là cúc mà họ không hiểu mình. Các em nhớ cái vấn đề đó nha. Bởi vì á, mình học hỏi á, giỏi bao nhiêu đi, các em ra có bằng tiến sĩ tốt trên đây đi, cao gì đi, mà các em á nó không có giá trị bằng á ra ngoài đời đó. Mình có cái miếng giấy, cái bằng cấp, nó nói rằng là mình có bằng cấp rồi đó, ok. Cái bằng đại học của mình đó, nó không khác cái gì á, cái miếng giấy mà chùi đích này, ok, nó không khác gì cái miếng giấy chùi đích này. Anh nói thiệt với em á, các em á mà có học giỏi đi, có bằng cấp đi, mà anh ra ngoài đời mà anh nói chuyện với người Bắc được á, mà giống như cái giọng như họ đó, họ sẽ tin tưởng anh đó hơn là em đưa ra cái miếng giấy mà có bằng cấp của em. Các em nhớ vấn đề đó nha. Cái mà xuống miền Tây đi, mà các em nói á, cái giọng mà của người miền Tây đi, họ sẽ tin tưởng em á nhiều hơn, họ sẽ thích mến em á hơn á là em đưa cho họ cái miếng giấy mà nó để rằng em có bằng cấp tiến sĩ tiếng này tiếng nọ, ok. Tại vì em nhớ nha,
cái bằng cấp của mình đó, trong đại học đó, nó không khác gì cái miếng giấy chùa đích này. Ok, cái miếng giấy chùa đích này đó, ok, nó cũng làm bằng cây, nó làm bằng giấy thôi à. Ok, bởi vì á, cái cách mình ăn nói, cái cách mình liên hệ với người ta đó, nó quan trọng hơn á là trên cái miếng giấy đó, nó đề rằng mình có bằng cấp gì. Ok, bởi vì á, các em ra đó mà các em á, tập luyện đi, thí dụ như các em là trên Hà Nội đi, miền Bắc, các em xuống dưới Sài Gòn ở đi, đi học dưới đây, các em tập luyện trong cái các em đi chơi với mấy người nam đó, các em tập luyện thử ơi, các em nói cái giọng nó y chang như cái người nam được không? Ok, các anh thử thách các em đó, anh khuyên các em á, tự thử thách cái bản thân mình á, mình ở trong Sài Gòn đó, mình nói chuyện giống như cái người Sài Gòn được không? Ok, rồi xong cú mà em xuống Cà Mau, cái tỉnh Cà Mau của anh đó, các em á nói cái giọng người miền Tây giống như mà ở dưới Cà Mau được không? Ok, thí dụ đi, ok, thằng em của anh á thì á nó thích nhậu nhạt, nó thích chửi thề, cúc nó nói chuyện gì nó cũng chửi thề chăng á, thấy nó nói là để anh thí dụ cho các em thấy này ha, đủ má nó, thằng này á nó làm á nó đi biển á, xong rồi nó mắc tàu của tao á, cái thằng lồn đó, ok, thì anh nói không có 100% giống như mà nói được, tại vì anh mới về Việt Nam thì anh mới nghe mấy cái danh từ đó, anh mới học hỏi đúng không? Rồi xong các em á sẽ nghĩ rằng là lý do tại sao mà anh học chữ thề gì chi à? Ok, anh học chữ thề gì chi? Ok, tại vì á nó không phải là nó chỉ chữ thề không, ok, nó là cái phương pháp mà cái người mà người ta nghèo, người ta mà ít mà có mà học đó, cái cách đó là cái cách người ta giao thiệp như vậy, ok, mà anh gặp họ mà anh nói được á thì họ sẽ tin hiểu anh nhiều hơn, họ hiểu anh nhiều hơn, xong rồi họ tin tưởng anh nhiều hơn, ok. Các em nhớ vấn đề đó, ok, thí dụ như anh để ý ở dưới cái xã của anh á thì á là cái giọng nói của người phụ nữ đó nó khác hơn ở trên Sài Gòn, nó khác hơn nhiều lắm. Anh nghe được á là anh thấy á là nó khác biệt liền à, là anh biết rằng á là cái người này á là ở trên phố, cái người này ở dưới quê, là cái lỗ tai anh nghe anh biết liền, đúng không? Thì á anh tập luyện, anh dẫn chơi, anh nói như cú mà các em thấy anh chọc má của anh á, anh nói rằng á là ê chị Tư ra uống cà phê, chị Tư dạo này á đi lên trên Sài Gòn á, chị Tư làm gì mạnh khỏe không, chị Tư con Việt kiều của chị Tư về đây, xong bây giờ chị Tư á vàng đeo đỏ mình hết trơn á chị Tư, ok. Tại sao anh vẫn chơi với má của anh, tại sao anh vẫn chơi với gia đình của anh như vậy, ok? Tại vì á anh biết rằng á là dù anh nói cái giọng miền Tây, giọng Cà Mau của anh đi, nó không có 100% chính xác đi, thí dụ như nó chỉ có 10%, 20% đi, nó cũng đủ á là cuối mà người ta lắng nghe đó, ở dưới miền Tây đó, ta lắng nghe đó, ta nghe cái giọng đó, ta nói ô cái thằng này á nó cố tình á, nó muốn học hỏi cái giọng miền Tây của mình, đúng không? Mình nghe nó dễ nghe hơn. Các em nhớ cái vấn đề đó nghe. Cuối mà cái người ta nghe cái giọng của họ đó là lúc nào á, chứ cái lỗ tai của họ nó cũng dễ nghe hơn á là nghe cái giọng khác, ok? Bởi vì các em ở trên Hà Nội mình xuống đây á, học ở Sài Gòn đó không? Tập nói cái giọng như Sài Gòn. Còn các em ở dưới Sài Gòn mà lên học, lên làm ăn ở trên miền Bắc đó thì á tập nói á giống như miền Bắc, ok? Thì á ở dưới miền Tây á, dưới Cà Mau á thì á nó chửi nhau á thì nó đụ mẹ đụ má đó, nó chửi nhau. Còn ở trên miền Bắc thì họ chửi làm sao? Không, họ chửi rằng là điện mẹ mày làm cái gì đó, ok? Thì á cũng anh nghe vậy đó, anh tập luyện thử á, mà các em biết rằng là anh không phải là cái người mà nói chuyện cái kiểu đó, mà tại sao anh học hỏi làm gì? Anh học hỏi để anh bỏ trong túi anh bỏ mấy cái danh từ đó trong túi anh bỏ cho mấy cái lời nói đó trong túi anh bỏ mấy cái phương pháp mà họ cái giọng Bắc với cái giọng Nam hay là cái giọng mà Tây đó anh bỏ trong túi anh để làm chi? Để cứ mà anh gặp được cái người đó anh dùng với họ. Tại sao vậy? Tại vì á mình vừa nói cái giọng họ ra đó là họ lắng nghe đó, cái lỗ tai nó nghe ấm hơn, nó nghe dễ nghe hơn, nó dễ tin tưởng mình hơn, ok? Bởi vì á cái người á theo anh thấy đó là người miền Bắc đó họ không có muốn nói miền Nam, tại vì họ có cái tiếng Việt mình nó kêu bằng cái gì đó, cái tự ái hay là cái tự hào đó bông, là mình
dân Hà Nội xuống với đây, đúng không ấy? Cái thủ đô của Việt Nam mình đó, lý do gì mình phải nói giọng Nam làm gì? Xin trả lời đó là mấy người ở dưới miền Nam đó, anh thấy rằng đó là họ không có cái mong muốn để nói giọng Bắc làm gì. Ok, nó là hai bên nó khác nhau. Mà anh khuyên các em á là mình đừng có kỳ thị miền Bắc, mà cũng không có kỳ thị miền Nam. Mình học nói hết trơn. Mình gặp người Bắc mình nói được giọng Bắc, mình gặp người Nam mình nói được giọng Nam, mình gặp người Huế mình nói được giọng Huế đó, thì cái đó đó nó có giá trị rất là cao. Các em mới tin tưởng cái này, vấn đề của anh đi, nó có giá trị rất là cao. Ok, rất là quan trọng. Ok, trả lời đó. Oh, cái này đó thì á cho cái tiếng Việt của anh á thì nó không có rõ là nó bông, bởi vì á anh học cái giọng miền Bắc hay là miền Nam, miền Trung nó bông, thì nó cũng rất là khó cho anh, nó không phải là dễ. Ok, nó rất là khó cho anh. Còn như cuốc mà anh học mà tiếng Mỹ đó, cái cách mà họ nói tiếng Mỹ bên nước Anh á so với nước Canada, so với nước Úc á, bên Anh, bên Úc rồi á, thì cái đó thì nó dễ cho anh. Bởi cuốc mà anh nói chuyện với người Úc đó thì anh dùng mấy danh từ mà họ dùng bên nước Úc, anh nói chuyện với bên nước Canada thì anh dùng mấy danh từ mà họ dùng bên Canada, bên bên Anh thì anh dùng mấy cái danh từ mà họ mà dùng bên Anh. Ok, như bên Mỹ anh thí dụ này ha, bên Mỹ thì có mình gặp mấy bạn mình hay mấy người quen thì mình có thể nói rằng hey what's up buddy, right? Buddy là như bạn bè gì đó, và hey sau đó người bạn. Ok, còn ở bên nước Úc á, với nước Anh á, nó không có dùng cái danh từ mà what's up buddy. Ok, nó dùng what's up mate, đúng không, là người người quen, người liên hệ. Còn mình dùng với người phụ nữ đó bông thì cái người tình với mình. Ok, người vợ của mình hay người bồ của mình. Ok, thì bên Mỹ á thì nó không có dùng cái chữ mate. Ok, tại mate á là nó cái ý nghĩa của nó bên nước Mỹ á là cái người tình hay là cái người bồ hay là cái người rất là có tình cảm với mình, là mình ngủ với họ đó. Ok, chứ bởi vì mình không có kêu thằng bạn mình là người mate. Ok, mình vẫn chơi với nó thì mình nói được, còn bình thường mình gặp người ta mình không có chào hỏi gì được. Ok, mình chào hỏi what's up buddy. Ok, là buddy là bạn bè đó. Ok, cái đó là nó thường hơn. Thì mình dùng cái danh từ với lại mình phát âm theo cái vùng đó. Cái thứ bảy đó, cái cuối cùng nè anh muốn nói không, là dụ cái khác. Talents, ok, talents là khác. Tài năng, ok, là cái talents là cái tài của mình đó. Ok, thì mình muốn là chơi với bạn bè, mình muốn lựa chọn bạn bè đó là nó có nhiều tài năng. Giống như hồi nãy anh nói rằng là nó có, anh có bạn làm bác sĩ, anh có bạn làm luật sư, anh có bạn làm người giữ sổ sách, anh có bạn làm người kỹ sư, anh có bạn người làm cảnh sát, là lại đến chi? Tại vì trong cuộc đời của mình mình có nhiều cái người bạn bè mà nó khác biệt nhau, gì nó có tài năng khác nhau đó, thì nó mở rộng cái đầu óc của mình ra, nó mở rộng con mắt mình ra. Với lại mình cần cái sự giúp đỡ gì đó, mình đi thẳng cái người đó được. Mình có bạn mà làm luật lệ đó, hiểu biết luật lệ đó, thì mình làm ăn đồ đó, mình cần hỏi cái gì đó, mình đi có người bạn giúp đỡ mình vấn đề được. Mình thiếu thuế hay là cần giữ sổ sách trong kinh doanh mình đó, mình có người giữ sổ sách phụ mình được. Mình có người thích chơi thể thao đó, mình muốn là phát triển cái bản thân mình cho nó ốm lại, cho nó mạnh ra, cho nó mà bớt mỡ hay là cho nó nở thịt ra đầu đó, thì mình có bạn nó chơi thể thao đó để mình chơi với nó được. Ok, hey go to your room guys. Ok, thì mình làm mấy cái vấn đề đó thì nó hay hơn. Ok, where's Ether? Ok, thì anh chia sẻ hết trơn mấy cái bảy cái vấn đề này đó, nó mong rằng là anh chia sẻ gì đó để cho các em hiểu đó, là mình ra ngoài đại đó, mình chỉ đừng lựa một thằng mình chơi hay là một loại người mình chơi. Mình lựa đó là cái người đó có ăn học cao, ăn học thấp, có tiền, không có tiền. Tại vì mình không biết rằng là trong cái hoàn cảnh trong cuộc đời mình lúc nào mình cần cái sự giúp đỡ của người nghèo. Mình không biết rằng là mình cần cái sự giúp đỡ của người giàu. Mình không biết rằng là mình cần cái sự giúp đỡ của người ăn học, có ăn học, cái người không có ăn học. Mình không biết được. Bởi vì mình có nhiều người
liên hệ với mình đó, nhiều chừng nào đó, nhiều người nó thích mình chừng nào đó, thì mình dễ làm giàu, mình dễ thành công hơn chừng đấy. Ok, thì mong rằng cái video này nó phụ các em á, mở cái mắt các em ra đó, nhớ nha, mình nghèo bao nhiêu nghèo đó, mình không có ăn học bao nhiêu đó, mình ngu bao nhiêu, mình dốt bao nhiêu đó, lúc nào đó mình cũng có cái sự lựa chọn hết trơn á. Xong rồi mình muốn thành công mau, mình muốn làm giàu mau, mình có muốn có cái người vợ hay là người anh chồng trong cuộc đời mình á, nó mau sống như nào đó bông, thì á mình lựa chọn á cái người bạn đó, mà nó trong nhiều cái hoàn cảnh mà anh mới chia sẻ với các em đó, thì nó mở rộng ra cái mối liên hệ, cái mạng liên hệ, cái mạng xã hội, cái mạng bạn bè mình có đó, thì nó nhiều hơn. Ok, là nó hay hơn. Anh dùng cái bảy cái vấn đề này là để anh lựa chọn bạn bè của anh đó. Liền bây giờ đó, ok, anh về hưu rồi. Mà thí dụ như anh muốn á là đi làm đi. Anh thí dụ như anh bị phá sản, anh bị thất bại hay là anh bị cái gì đó, và anh phải bắt đầu trở lại đi, phải đứng lên từ hai bàn tay trắng, xong anh phải đứng lên trở lại làm cuộc đời của anh trở lại đi. Ok. Thì á là anh đã tạo ra cái mà mạng liên hệ, cái mạng xã hội bạn bè của anh đó, là anh tin rằng á là trong vòng á 3 cú điện thoại hay là 3 ngày đó là anh sẽ kiếm được công việc làm mà nó sẽ trả anh cái lương á hơn 100.000 một năm. Tại sao? Tại vì anh tin tưởng rằng á là cái bạn bè mà anh lựa đó, mà nó khác mục tiêu của anh, nó có đạo đức, nó ở đủ chỗ trên thế giới chăng á. Trong nước này anh có bạn trong nước Mỹ, trong Thái Lan, trong Việt Nam, trong Mã Lai, trong Singapore, trong Úc, bên Anh, bên Đức, anh có bạn bè hết trên đó, là trong vòng á cái thời gian rất là ngắn á là anh sẽ kiếm được tiền, anh sẽ có người giúp đỡ anh được. Cái đó nó quan trọng hơn á là cái bằng cấp mà các em có đó trong trường đại học. Các em nhớ nha, cái bằng đại học của em á, mình ra mình đầu tư vô cái bằng đại học đó để làm chi? Để á là mình ra mình có cái cuộc sống tốt hơn, mình làm ăn khá hơn, mình làm có nhiều tiền hơn. Mà mình đem cái miếng giấy này ra đó mà nó không có làm cho mình á tiền bạc được, nó không có làm cho mình á giàu sang thêm được đó bông, thì á là các em phải hỏi lý do tại sao á mình bỏ nhiều thời gian, bỏ nhiều tiền vô vấn đề này. Còn á cái này đó, cái miếng giấy á mà em lấy trong trường học đại học ra đó, cái bằng cấp của em á, anh không biết rằng á là nó chắc chắn nó làm cho em nó khá giả được, làm cho em thành công được, làm cho em giàu được. Còn á cái vấn đề này đó là anh biết 100% á là các em á tạo ra cái sự liên hệ, tạo ra cái mối liên hệ, tạo ra bạn bè mà nó thích mình đó, nó muốn giúp đỡ mình đó, xong đủ thứ người, đủ thứ tiếng, đủ thứ tài năng gì đó, đủ thứ mà cái sự mà ăn học đó, là cái đó là chắc chắn á là em sẽ làm giàu được, chắc chắn á. Cái đó là anh bảo đảm 100% á là em mà tạo ra cái sự liên hệ, cái mối mà bạn bè giống như mà anh chia sẻ với các em đó, là chắc chắn em sẽ làm ăn khá được. Ok, mong rằng á cái video này nó phụ các em được á để lựa chọn đúng bạn bè trong cuộc đời của mình, rồi xong rồi mà các em thích á cho anh cái tâm giấc, xong có gì đó anh em mình gặp lại sau trong cái mà video khác trong tương lai. Ok.